Tập 14. Bác Động, bác Động, bác Động, bác Động, không có ai, không có ai cả. Vậy bác trèo vào trong đi. Tôi không được, không được. Tôi mà trèo qua là bị người ta bắt được đó. Rồi sẽ đánh tôi như kẻ trộm. Không được, không được. Bác trèo qua nhanh đi. Rốt cuộc bác có trèo không? Không trèo, không trèo. Tôi là độc đinh, tôi không trèo. Nếu bác không trèo, tôi sẽ kể chuyện bác và Hạng Tú Lan cho mẹ bác biết. A Cường cẩn thận một chút nha. A Cường, Thái Dương, Thái Dương, Thái Dương, bà đứng đây làm gì? Kiến Quang, vừa rồi tôi nghe có tiếng người gọi. Có người gọi? Không phải chứ. Sao có thể như thế được? Bà nghi thần nghi quỷ thôi. Chắc chắn là con mèo quang nào đó. Mèo quang ngửi thấy mùi thơm muốn ăn dụng. Nào đi vào trong nhà đi, quan khách đang chờ đấy. Không đúng, hình như tôi nghe tiếng động từ bên đó phát ra. Ông sao thế? Tôi đau dạ dày. Dạ dày của ông sao lại ở chỗ tim? Tôi đau dạ dày chỗ này cũng đau. Đau, nhanh, vào trong nhà thôi. Dìu tôi vào nhà. Bà ấy à, lớn tuổi rồi. Tai bà nhiều khi hay nghe ra ảo giác. Dạ dày ông không đau nữa à? Thái Dương, Thái Dương, Thái Dương, tôi uống nhiều rồi nên hơi say. Thái Dương. Mẹ, Thiên Mai, sao con lại ở đây? Mẹ, thơm quá. Thái Dân bà xem, đẹp quá. Thơm nữa. Vừa mới nướng xong, sao lò nướng nguội thế? Phu nhân, lò nướng bị hỏng, nên thiếu phu nhân đã dùng lồng hấp để hấp. Đây, bà xem. Đúng, là hấp. Làm tôi sợ chết đi mất. Cũng may tôi có sự chuẩn bị trước. Nếu không hôm nay chúng ta đã gây ra quả lớn rồi. Má Thẩm, chúng ta sai rồi. Sai rồi, bị phu nhân phát hiện ra rồi ư? Má Thẩm, hôm nay cảm ơn má. Đại thiếu phu nhân, cô không trách tôi. Là tôi đã cảm kích vô cùng rồi. Trước đây tôi... Má là người tốt. Chuyện trước đây đừng nhắc nữa.
Nghi vấn thứ nhất, sau khi anh trai con bị bọn thổ phỉ đánh ngất, có một khoảng thời gian anh ấy vẫn còn ý thức. Anh ấy nghe thấy có người nói đây là đại thiếu gia nhà họ Đổng. Có thể thấy những người này quen thuộc Dân Khánh. Chắc chắn bọn họ phát hiện ra thân phận của anh trai con, dựa vào một vật gì đó anh ấy mang trên người, chứ không phải như cục trưởng cảnh sát Trình Thanh Tùng đã nói, đây là gây án xong bỏ trốn. Nghi vấn thứ hai, tất nhiên là để cướp của. Đã biết địa vị của nhà họ Đổng với Dân Khánh, đánh bị thương anh trai con, lại đưa anh trai con về tận nhà, đây chẳng phải là vô cùng bất hợp lý sao? Có gì không hợp lý? Tất nhiên là không hợp lý. Bọn chúng nên giết người diệt khẩu, cướp tài sản. Bởi vì nếu cướp của không giết người, thì anh trai con một khi tỉnh lại sẽ rất có khả năng nhận ra từng người trong bọn chúng. Thiên Hỷ, em rất phù hợp làm trinh thám. Anh rể quá khen. Thiên Hỷ, đừng nói lung tung. Nếu bọn chúng giết người diệt khẩu, vậy thì anh trai con, cha, đây là con đang phân tích tâm lý tội phạm. Cha, Thiên Hỷ nói có lý. Nhưng Thiên Hỷ vừa nói như thế, con mới nhớ ra, bọn chúng tranh thủ lúc con hôn mê đã đưa con đi qua một nơi. Là nơi nào? Là nơi nào con thực sự không nhớ. Nhưng con nhớ nơi đó có một thứ mùi. Là gỗ. Mùi của gỗ. Tử Xuân thật không ngờ bây giờ con đã trở nên giỏi giang như vậy. Nói cho mày biết, làm sao con học được? Tử Xuân của chúng ta thông minh, trong thời gian ngắn đã học được rất nhanh. Tử Xuân, con có biết chúng ta lo lắng cho con biết chừng nào không? Chúng ta trở về sẽ nói với Tử Hàn, Tử Thu, nói là chị hai của chúng không hề là mất mặt nhà họ Diệp chúng ta. Tử Xuân, nói cho mẹ biết, có phải con sống trong nhà họ Đổng rất tốt không? Tốt, rất tốt. Mọi người chăm sóc con rất tốt. Chẳng phải ông nói sẽ khiến Diệp Tử Xuân bẻ mặt sao? Phu nhân, tôi cũng không biết cô ta làm sao nữa. Ông không biết, cái cần thì không biết, cái không cần thì thứ gì cũng biết. Cha mẹ, hai người hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nếu không con sẽ không yên tâm đâu. Có gì mà không yên tâm? Chúng ta ăn ngon ngủ yên. Mắt của ông, tai của ông dùng để làm gì thế? Không nhìn cũng không nghe thấy. Hai anh em cộng thêm người cha đều thích bảo vệ con dâu chị dâu. Cả buổi tối đi ra đi vào, quay đi quay lại bao nhiêu lần, sao ông không phát hiện ra chứ? Phu nhân, tôi luôn đi theo đại thiếu gia, nhưng không ngờ đại thiếu gia, ông không cần kiếm cớ nữa. Chắc chắn bọn họ có chuyện gì lén lút đang giấu tôi. Hơn nữa chuyện này chắc chắn có liên quan đến Diệp Tử Xuân. Vì thế phu nhân, bọn họ bốn người đối phó một mình bà. Tôi dù có dùng mọi chiêu thì cũng lực bất tòng tâm. Tử Xuân, con nói thật cho mẹ biết, có phải con sống trong nhà họ Đổng luôn phải chịu cảnh mẹ chồng ức hiếp không? Đúng thế Tử Xuân, chuyện này là thế nào? Không có, đang nói con phải không? Không phải, không phải. Cha mẹ hai người về đi, đi, đi theo cha. Chuyện này thế nào hả? Đi, Tử Xuân. Diệp Tử Xuân giỏi lắm. Vừa mới dễ dãi với cô vài hôm mà dám giở trò trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu với tôi, còn lôi kéo thêm ba bố con nhà họ. Diệp Tử Xuân, lòng dạ cô sao lại xấu xa như thế? Đi Tử Xuân, cha hãy về đi, đừng sợ, đi. Ông Diệp, ông Diệp, ông đi chậm thôi. Cha hãy về đi. Ngô Thái Dân, bà nghe đây, con gái Tử Xuân của tôi tuyệt đối không gian xảo lười biếng. Bà đừng có vu oan cho người tốt. Người tốt? Cô có tư cách gì làm người tốt? Nếu không phải Thiên Phúc không biết thân phận, bị vẻ ngoài của cô che mắt, tôi đã sớm tống cổ cô đi rồi. Bà, cha. Tử Xuân, đi về cùng cha. Chúng ta không thèm làm con dâu nhà họ nữa. Đi, cha. Cha, cha đừng đi vội, cha hãy bớt giận. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói Tử Xuân như thế? Mẹ, đều là người một nhà, không cần phải giận dữ như thế. Thanh Dân, con biết không, từng người trong nhà này ai ai cũng đều giấu mẹ, đều đang lừa dối mẹ. Mẹ, mẹ nói như thế khiến chúng con là những người con cái không thể tha thứ cho mình được. Thiên Mai, con đừng nói giúp cho bọn họ nữa. Phụ nữ sinh ra đã mang mệnh khổ,
Sau này con già rồi, nhất định đừng để rơi vào hoàn cảnh như mẹ. Mẹ, có phải có hiểu lầm gì không? Đây đâu phải là hiểu lầm, đây toàn bộ là do Diệp Tử Xuân tạo ra. Cô ta muốn cho mẹ trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Âm mưu của cô ta mới thành công. Ngô Thái Dân, bà nói cho rõ ràng đi, Tử Xuân nhà chúng tôi có âm mưu gì? Cha, mẹ, Tử Xuân, Tử Xuân sai rồi. Tử Xuân xin chịu tội trước mẹ, là con đã lừa mẹ. Hôm nay tất cả đồ ăn của nhà chúng ta đều là nhờ ông Bạch của Giảng Phúc Lâu làm. Mẹ, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Tử Xuân, đều là do con ép cô ấy làm. Thiên Phúc, mẹ, muốn phạt thì hãy phạt con cũng có phần. Kiến Quang, có phải ông cũng giống như chúng? Mẹ, Thiên Phúc và Tử Xuân làm như vậy là có nỗi khổ riêng. Tôi không còn ai là người thân trong nhà này nữa rồi. Đây là những đứa con mà ông dạy dỗ lên. Thái Dân, mẹ, mẹ không muốn biết nguyên nhân sự việc là gì sao? Tại sao chúng con đều giúp Tử Xuân? Mẹ chỉ biết con có vợ rồi, không cần đến mẹ nữa. Không phải, không phải đâu mẹ. Thiên Phúc không có suy nghĩ đó đâu. Hôm nay tất cả mọi tội lỗi, Tử Xuân, Tử Xuân, để anh nói cho hết lời. Mẹ, có nhiều chuyện vẫn không nói ra, hôm nay con nhất định phải nói ra cho hết. Thiên Phúc, em xin anh đừng nói nữa có được không? Mẹ, mẹ, đều tại con không tốt, xin mẹ đừng trách mọi người. Là con mong được lập công, rõ ràng con không có năng lực, con nhất định cứ muốn phô trương. Chị dâu, chị đừng ôm hết tất cả trách nhiệm vào một mình chị. Là con, là con không tốt. Mẹ con biết, con còn rất nhiều điểm chưa làm tốt. Con không xứng đáng với thân phận con dâu nhà họ Đổng. Con luôn mong mẹ có cái nhìn khác về con. Nhưng hôm nay con lại dùng thủ đoạn lừa dối mẹ. Con xin lỗi. Cha, từ nhỏ cha đã dạy con, làm người phải thật thà, là người một nhà nên sống thật với nhau. Hôm nay con gái đã làm cha thất vọng. Mẹ, mẹ muốn phạt con hãy phạt con, thật sự không liên quan đến những người khác. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm cô. Sở trường của cô chính là bộ dạng giả tạo. Tôi sẽ không phạt cô. Cô biết rất rõ, chỉ phạt mình cô, tha cho Thiên Phúc Thiên Hỷ thì quá không công bằng. Chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ. Cô không hề thua, cô thắng rồi. Người thua thật sự chính là tôi. Mẹ,
Mẹ, con là Thiên Hỷ. Mẹ, mẹ con vẫn không chịu mở cửa. Con thành tâm mong muốn Tử Xuân sẽ trở thành người con dâu lý tưởng trong mắt mẹ. Nhưng con phát hiện tất cả những gì con làm không chỉ làm tổn thương đến mẹ, hơn nữa còn hại Tử Xuân. Con vẫn còn trẻ, có rất nhiều chuyện con chưa nghĩ tới được. Dục tốt ắt sẽ bất đạt. Cha, cha là người từng trải, cha hãy dạy cho chúng con làm thế nào để trở thành một người chồng tốt, một người con trai tốt đi. Thật sao, thật sao? Hôm nay chị gái con đã rất nổi bật. Bác Đổng còn cứ khen thức ăn của chị con nấu ngon, mọi người đều rất hài lòng. Tốt quá. Người ngoài thấy cha là ông chủ nhà họ Đổng, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng bao năm qua cha chịu khổ cực có ai biết. Cha, cha đừng quá kích động, cha từ từ nói. Thiên Phúc, Thiên Hỷ, hai con không biết đấy. 20 năm trước, 20 năm trước, cha không dám nghĩ lại nữa. Cha, cha đừng tức giận, mọi chuyện đã qua rồi. Con và anh con muốn hỏi cha làm thế nào để được lòng cả hai bên, không đắc tội với cả hai bên. Anh có hỏi như thế không? Là em hỏi. Đúng thế. Con còn độc thân, sao con còn quan tâm vấn đề này hơn anh con vậy? Con muốn chuẩn bị trước, không để giống như anh trai con bị đánh đến mức trở tay không kịp. Hai con không biết, năm đó cha phải sống 20 năm mắc kẹt giữa cuộc sống do bà nội và mẹ các con tạo ra. Cha, vậy cha đã làm thế nào để thoát ra được? Nghe một nửa, nói một nửa. Con không hiểu vậy là ý gì? Nghe, phải nghe từ nhiều phía, chứ đừng quá tin vào một bên. Rất nhiều người đều đúng ở góc độ của họ, rồi tự thuật lại câu chuyện. Con không thể hoàn toàn chỉ nghe và tin tưởng ở một bên. Căn cứ vào những gì hai người họ nói, con tổng hợp lại rồi hãy đưa ra phán đoán. Nói, nói năng phải biết chừng mực. Con không thể hoàn toàn bên vực cho một bên mà không để ý bên kia. Cũng không thể hoàn toàn phán xét một cách tùy tiện, chỉ làm việc theo đúng nguyên tắc. Thật ra có nhiều lúc lời nói dối tốt lại có tác dụng hơn. Điều kỳ diệu nằm trong bản thân mình tự suy xét. Như vậy sao? Cha, vậy lý thuyết của cha có hiệu quả không? Anh cả, anh thật hồ đồ. Nếu lý thuyết này của cha mà có hiệu quả, còn phải chịu kìm kẹp suốt 20 năm sao? Thật ra điều này, lý thuyết là lý thuyết, thực tế là thực tế. Con nói xem, hai người họ đều là những người thân cận nhất của con. Con làm tổn thương bất cứ ai, người đau lòng nhất chính là con. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Để Tử Thu, Tử Hàng nghe được thì làm sao? Từ sau khi Tử Xuân gả qua nhà đó, tôi chưa được ngủ ngon một đêm nào. Chính là lo lắng mẹ chồng của con bé. Không ngờ, đúng thật là như vậy. Tử Xuân cũng vì sợ chúng ta lo lắng. Bà nói xem, nếu con bé biết bà khóc lóc cả đêm như vậy, nỗi khổ tâm dứt dã của con bé coi như lãng phí. Ông Diệp, chúng ta phải nghĩ cách để giúp Tử Xuân. Con gái gả đi rồi như bát nước hất đổ đi, người nhà mình có giúp cũng lực bất tòng tâm, chỉ sợ càng giúp càng rắc rối. Vậy chúng ta đứng nhìn Tử Xuân chịu ấm ức như thế sao? Tất nhiên là không. Ngô Thái Dân là người như thế nào trong lòng tôi biết rõ nhất. Thiên Phúc là một người chồng tốt, nhưng cũng là một đứa con hiếu thảo. Nó vừa muốn giúp Tử Xuân, vừa sợ làm mẹ nó giận. Còn về Thiên Hỷ, Thiên Hỷ,
Thiên Hỷ là một chàng trai hiền hậu, lại có tấm lòng nhiệt huyết. Tôi nghĩ có những chuyện để Thiên Hỷ giúp đỡ có lẽ sẽ tiện hơn. Đúng rồi. Tôi cũng là vì muốn gia đình này được yên ổn. Sai lầm của tôi trước đây nên lấy làm bài học cho các con. Tôi không muốn Thiên Phúc lặp lại vết xe đổ đó. Lặp lại vết xe đổ gì chứ? Năm đó mẹ ông đối xử với tôi không khác gì lấy trứng chọi đá. Bây giờ tôi đối xử với Diệp Tử Xuân gọi là dạy dỗ. Nhưng bà có nghĩ đến cảm giác của Thiên Phúc không? Cảm giác của Thiên Phúc, chẳng phải nó luôn nghe lời mê hoặc của vợ nó hay sao? Tôi nói sao đến bây giờ bà vẫn chưa hiểu? Nó làm vậy đều là vì bà. Nói chuyện vô căn cứ. Thật sự là vì tôi, nó, mọi người, có thể giúp Diệp Tử Xuân lừa tôi. Nó biết bà đối xử với Tử Xuân không hề thành tâm chấp nhận con bé. Nó sợ bà lo lắng, sợ bà giận. Vì thế nó cố gắng bù đắp. Vì nó đã tự lựa chọn Tử Xuân khiến bà ân hận. Tất nhiên tôi hối hận chứ. Trừ khi nó bỏ Diệp Tử Xuân đi, cưới một cô gái con nhà danh giá về. Bà thôi đi, thôi đi. Đừng tự mình lừa mình nữa. Bà không vui không phải là gì Thiên Phúc cưới một cô gái con nhà thường dân, Mà là cái gì? Ông nói đi. Sao ông không nói tiếp? Mà vì đứa con trai từ nhỏ bà yêu thương chăm sóc dạy dỗ bị người phụ nữ khác cướp mất. Tử Xuân, đêm khuya rồi, vào trong nghỉ đi. Em ngồi cùng anh một lát được không? Anh vẫn đang nghĩ đến chuyện hôm nay. Anh phát hiện ra anh không những suy nghĩ sai mà còn làm sai nữa. Không phải, Là chúng ta đã cùng làm sai. Nhưng anh là vì em. Không chỉ vì em mà còn vì cả bản thân anh. Anh tưởng rằng như vậy có thể dàn xếp ổn thỏa. Không ngờ kết quả ngược lại, khiến cho em thêm một lần chịu ấm ức. Em chịu chút ấm ức có sao đâu. Quan trọng là hai chúng ta đã làm mẹ đau lòng. Đây mới là nguyên nhân anh bất an phải không? Thật ra em biết tấm lòng của mẹ. Bà ấy dùng cách của mình để yêu thương bảo vệ anh. Đây có lẽ chính là tình yêu thương của người mẹ mà thế gian hay nhắc đến. Đây cũng là điều mà anh lo lắng. Anh biết mẹ yêu thương anh, nhưng tình yêu bà ấy dành cho anh làm tổn thương sâu sắc đến em. Đây là cục diện mà anh không muốn nhìn thấy. Thiên Phúc, mẹ dù sao vẫn là mẹ. Anh nên biết, bất cứ lúc nào bà ấy cũng là người có vị trí thứ nhất trong cuộc sống của anh. Tử Xuân, được rồi. Thật ra em vẫn luôn muốn nói với anh là anh đấy, đừng quá lo lắng cho em. Anh nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Anh nghĩ xem, mẹ vui vẻ anh sẽ yên tâm. Anh yên tâm rồi thì em sẽ yên lòng. Em biết anh muốn nói gì. Tóm lại, anh hiểu tấm lòng của em, em hiểu tấm lòng của anh, vậy là đủ. Muộn dậy rồi,
nhanh vào phòng nghỉ đi. Được, vào nghỉ thôi. Mẹ, để con đi hâm nóng lại. Có phải bà già rồi nên hồ đồ không? Đại thiếu phu nhân nói vài câu tốt đẹp là đã mê hoặc được bà rồi. Bà không phân biệt được người tốt xấu nữa rồi. Bà còn phản lại giúp đỡ cô ta. Bà làm tôi trước mặt phu nhân, bà thật là... Tôi sống đến từng này tuổi, ai tốt ai xấu, trong lòng tôi biết rõ. Không giống như một số người thích làm những chuyện bỉ ổi sau lưng người khác, sống cả một đời lãng phí. Bà mắng ai vậy? Tôi mắng ông đấy. Tôi hỏi ông, hôm đó tôi nấu đồ ăn Tây cho đại thiếu phu nhân, có phải ông đã cố ý làm trò không? Sao tôi có thể làm những chuyện như vậy được? Bà nói vậy chẳng phải vu oan cho người tốt sao? Hơn nữa tôi làm những việc đó đều là gì? Cánh người già làm việc cho nhà họ Đổng chúng ta hay sao? Tôi thấy ông vì bản thân ông, ông gây chuyện thị phi, gây mâu thuẫn giữa phu nhân và đại thiếu phu nhân, chẳng qua vì muốn lập công trước mặt phu nhân, kiếm được nhiều lợi lộc hơn hay sao? Đại thiếu phu nhân tấm lòng Bồ Tát, tôi ngu ngốc, tôi đã hại người ta. Họ Dương kia, tôi nói cho ông biết, sau này nếu ông còn dám làm hại đến thiếu phu nhân, đừng trách tôi không khách khí. Bà bị điên à? Thật là. Ông cứ thử xem. Ông làm gì thế? Đàn ông không thèm chấp với đàn bà. Thứ người gì đâu? Mẹ, mẹ, hai đứa đi nhặt rau. Tối nay giữ Thiên Hỷ ở lại ăn tối. Cảm ơn bác trai. Thiên Hỷ, bác biết cháu là chàng trai hiểu chuyện. Tử Thu Tử Hàn cũng thường nói với hai bác, không hề tỏ vẻ hay có thái độ là công tử con nhà giàu. Vì thế bác và bác Diệp cháu đây muốn... Sự việc đến như hôm nay cũng không có gì phải ngại ngần cả. Thiên Hỷ, hai bác có một thỉnh cầu. Ông nhanh chóng đặt cho tôi phòng tiêu chuẩn ở Vạn Phúc Lâu. Nói với họ làm theo tiêu chuẩn lần trước, đón tiếp sở trưởng Quách là được. Khách nào mà long trọng thế? Mấy người bên hiệp hội thương gia, còn cả thanh dân. Họ muốn cảm ơn thanh dân đã ra sức giúp đỡ. Sao vẫn để ông đứng ra mời khách? Những người này đều là những người không có chủ kiến. Trước khi thanh dân đồng ý giúp đỡ, bọn họ đều theo tiền hoài lễ, âm thầm ra tín hiệu. Lúc tuyển cử sẽ bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng bây giờ thanh dân không để hiệp hội thương gia bỏ ra một xu nào, nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa cho hiệp hội. Bà đoán xem bây giờ những người này sẽ ra sao? Tất cả đều thể hiện tốt với tôi. Tôi vốn chẳng coi những người này ra gì, nhưng bọn họ dễ lôi kéo. Tôi mời là tôi mời.
chịu thiệt một chút nhưng được cái lợi lớn. Đợi đến hôm hiệp hội bình bầu, e rằng sắc mặt Tiền Hoài Lễ sẽ không còn dễ coi như thế đâu. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân về rồi. Cha, mẹ, cha, mẹ. Thiên Phúc, tối nay đi ăn cùng cha. Bây giờ con phải bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của cha. Cũng đến lúc nên xuất đầu lộ diện rồi. Tử Xuân, con cũng đi cùng. Những người của hiệp hội thương gia đều dẫn theo phu nhân. Họ muốn gặp mặt con. Làm gì mà đều nhìn vào tôi vậy? Hương Thảo, đi lấy cho tôi mấy viên đường phèn. Cô xem cổ họng của tôi sao cứ mãi không khỏi. Vâng thưa phu nhân. Còn nữa, tối nay cô dặn dò nhà bếp hấp lê với bối mẫu Tứ Xuyên cho tôi. Nhất định phải là bối mẫu Tứ Xuyên của An Thế Đường mới được. Hãy bảo Tiểu Lục đi mua. Chị hai, mẹ sốt sắng đến mức bảo em gọi Thiên Hỷ đến đây. Chị nói xem là chuyện gì. Chị cũng không biết. Chị đã hỏi rồi nhưng cứ bí mật không chịu nói ra. Anh ấy cứ ngồi nghiêm nghị, không dám nói một câu. Bộ dạng giống như là... Giống như gì? Giống như con rể lần đầu ra mắt nhà vợ. Hai bác muốn nhờ cháu một việc, thật sự là không còn cách nào khác. Con người chị dâu cháu dù có đánh chết vẫn cam chịu nhẫn nhục. Anh trai cháu, cháu hiểu. Anh trai cháu bị kẹt ở giữa, rất nhiều chuyện không tiện nói ra cho hai bác biết. Nhưng bác trai bác gái xin hãy yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ thông báo tình hình của chị dâu cho hai bác kịp thời. Còn nữa, tình hình của chị dâu cháu đừng nói cho Tử Hàn, Tử Thu biết. Tử Hàn là người nóng nảy, lỡ như nó nghe được chuyện gì, e rằng sẽ làm phiền đến nhà họ Đổng. Cháu hiểu. Tử Thu, con bé này hay suy nghĩ. Nếu nó biết chị dâu cháu chịu ấm ức như vậy, trong lòng nó sẽ... Thiên Hỷ, cháu vẫn chưa lấy vợ sinh con. Cháu chưa biết được người làm cha mẹ, cả đời đều lo lắng cho con cái. Thật ra chúng ta cũng muốn tìm hiểu tình hình của Tử Xuân nhiều hơn. Cháu xem, bây giờ Tử Xuân đã là chị dâu của cháu, còn Tử Hàn, Tử Thu lại coi cháu như anh trai. Bác và bác trai cháu đây từ lâu đã coi cháu như người nhà. Vì thế có những chuyện cũng không giấu giếm cháu làm gì. Bác gái, tấm lòng của bác và bác trai cháu hiểu. Vì chị dâu, vì Tử Thu, Tử Hàn, cháu nhất định sẽ làm thật tốt việc này. Tốt. Con người anh rể khá tốt, hào sảng khí khách. Chị lấy được anh ấy có lẽ rất hạnh phúc. Sao thế? Không có gì. Thật ra chuyện tiếp khách khứa bên ngoài đều như vậy. Anh cũng không thích. Sau này anh sẽ cố gắng ít đi hơn được không? Thiên Phúc, em không phải vì chuyện tối nay mà không vui. Có những chuyện em vẫn luôn muốn nói với anh. Em đang nghĩ có thể chị ở nhà họ Long chưa chắc đã sống hạnh phúc viên mãn như chúng ta tưởng tượng. Sao em lại nghĩ như vậy?
Ông nói xem lời của Thiên Phúc có phải là thật không? Khó nói lắm. Thanh Vân tuy tuổi còn trẻ, nhưng nói và làm chuyện gì cũng chu toàn, không để lộ sơ hở. Con người càng hoàn hảo như vậy, càng khiến người ta khó nắm bắt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng ông nói xem cậu ta vì nhà họ Đổng làm biết bao nhiêu chuyện khó khăn như thế. Chỉ dựa vào một điểm này, cậu ta không giống kiểu người có thể bắt nạt Thiên Mai. Nếu đúng là như vậy, Thiên Mai phải có biểu hiện gì chứ? Bữa tiệc hôm đó, bà không nhận ra chút gì khác biệt sao? Thanh Vân che chở cho Thiên Mai như vậy, những chuyện đó tôi đều nhìn thấy. Nhưng tôi hiểu ý của bà. Bà là một người mẹ. Chuyện này chỉ có một cách: tìm Thiên Mai hỏi cho rõ ràng. Đừng mở miệng. Mở miệng ra là sẽ không hiệu nghiệm đâu. Em đấy, thận hư tâm lại phát quả, cổ họng làm sao mà mượt mà được? Còn không phải vì anh hay sao? Nói là đừng mở miệng ra mà. Không nghe lời à? Ai đó, có việc gì? Thiếu gia, Đổng phu nhân đến. Đổng phu nhân, bà ta đến đây làm gì? Đổng phu nhân xin mời. Đó là gì? Đó là con dẹt của đại phu nhân nuôi. Nó tên Kim Quý. Sáng nay nói sai nên phu nhân đang phạt nó. Đổng phu nhân mời vào. Mẹ, mẹ đến rồi. Mẹ, mẹ, để mẹ chê cười rồi. Không sao, người trẻ tuổi tình cảm là chuyện tốt. Xin chào Đổng phu nhân. Mẹ, chúng ta ra phòng ngoài ngồi. Mời Đổng phu nhân uống trà. Trông cô khá xinh đẹp. Cảm ơn Đổng phu nhân quá khen. Cô ấy là ai? Mẹ chắc không biết. Cô ấy là tiểu thiếp con mới cưới về. Quá ra là dân hát kịch. Đúng, cháu xuất thân từ gánh hát. May mà gặp được Long thiếu gia. Anh ấy là một người tốt, thấy cháu đáng thương nên đã nhận về nhà họ Long. Ái Liên, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Cha em bạc tình, bán em vào gánh hát. Phàm là con người ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Những chuyện không vui đó đừng để trong lòng nữa. Quá ra là chuyện như vậy. Mẹ, mẹ đến đây không báo trước một câu, để con chuẩn bị cho thật tốt. Mẹ đến thăm xem Thiên Mai thế nào. Thiên Mai uống phương thuốc của Thiên Thủ Lưu kê đơn, còn cả số thuốc bổ mẹ cho người mang đến nữa. Thiên Mai, em cảm thấy thế nào? Em tự nói cho mẹ biết đi. Mẹ, con đã đỡ hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt. Bác gái,
Hay là tối nay bác ở lại đây ăn bữa cơm, cũng là để nói chuyện hàn huyên với chị. Cháu sẽ đi chuẩn bị ngay đây, không làm phiền mọi người nữa. Nhà tôi còn có khách, tôi phải về để tiếp đãi. Em ngồi đây nói chuyện với mẹ. Anh ra phúc dẫn ký một lát. Cô ít thích ăn mơ chua trong nhà hết rồi, để con đi mua thêm. Thiếu gia, hãy để em đi mua. Em biết chị thích ăn loại nào. Đổng phu nhân, bác ngồi chơi. Cũng được, cũng được. Thiên Mai, vậy anh không làm phiền nữa. Em ngồi đây nói chuyện với mẹ. Anh đi làm chút việc. Mẹ, con xin phép.却将不肯相信。